Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với game thi của tuần thứ nhất, tháng thứ 5, chương trình Đường đến Vinh Quang năm thứ 13. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Đường đến Vinh Quang thì bên cạnh sự chuẩn bị thật là chu đáo của tất cả các bạn thí sinh với những kiến thức để có thể tham gia cuộc thi ngày hôm nay, thì để có thể thành công trong cuộc thi, đó chính là nhờ vào sự tự tin và bản lĩnh của tất cả các bạn nữa. Và Phương Tiến hy vọng rằng tất cả bốn bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay sẽ thật sự bình tĩnh, tự tin, có thể vượt qua tất cả những vòng thi, những thử thách của chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình Đường đến Vinh Quang ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Khánh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc VMT Vinaphone Tiền Giang. Về phía Hội đồng Cố vấn và Biên soạn đề thi thì trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Cùng quý thầy cô là thành viên trong Hội đồng soạn thảo đề thi xin được trân trọng giới thiệu. Về phía quý thầy cô đại diện cho các trường có thí sinh dự thi trong chương trình ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Ngọc Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Trần Thị Mỹ Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát, Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Lê Thị Thanh Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp, Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Bùi Thị Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phước Thạnh, Tiền Giang. Cùng quý thầy cô cũng như là các bạn cổ động viên đã đến đây cổ vũ cho bốn bạn thí sinh, một tràng pháo tay nhiệt liệt cùng chào đón ạ. Và xin thay mặt cho chương trình Đường đến Vinh Quang xin được chân thành cảm ơn đến các đơn vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Chân thành cảm ơn VPT Vinaphone Tiền Giang, chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và đơn vị đã bảo trợ thông tin cho chương trình, đó chính là báo Mực Tím Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chân thành cảm ơn các đơn vị. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bốn bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Ở vị trí thi đấu đầu tiên, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Nguyễn Huy Hoàng đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, Tiền Giang. Dạ, em chào anh MC cũng như tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12K3 trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo. Hôm nay em đến với chương trình với mục đích là giao lưu học hỏi và đây cũng là nền tảng giúp cho em trong các kỳ thi sắp tới. Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Huy Hoàng. Và Huy Hoàng còn điều gì muốn nói với những người bạn của mình không ạ? Dạ, mình sẽ thi đấu hết sức để không phụ lòng các bạn. Vâng, Huy Hoàng sẽ mang đến chương trình một tinh thần để chính là thi đấu hết sức. Vâng, cảm ơn Huy Hoàng. Mời bạn trở về vị trí của mình nhé. Ở vị trí thi đấu thứ hai, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Trần Nguyễn Bảo Minh đến từ trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát, Tiền Giang. Kính thưa ban tổ chức và quý vị đại biểu, cùng với quý thầy cô và các bạn học sinh, em tên là Trần Nguyễn Bảo Minh, là học sinh lớp 12A2 của trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát. Hôm nay em đến đây với tinh thần học hỏi, vui là chính, mong mọi người ủng hộ cho em và các bạn cùng chơi. Vâng, cảm ơn bạn Bảo Minh đã có những phần giới thiệu về mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn thí sinh tiếp theo, bạn thí sinh Võ Thị Hồng Ngọc đến từ trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp, Tiền Giang. Em kính chào quý thầy cô, ba bạn cùng chơi, anh Phương Tiến và tất cả các bạn cổ động viên có mặt ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp. Mục đích em đến hôm nay là để trao dồi thêm kiến thức cho bản thân và đem lại chiến thắng cho trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp của em. Ừ, cảm ơn bạn Hồng Ngọc nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón bạn thí sinh cuối cùng sẽ tham dự game thi ngày hôm nay. Đó chính là bạn thí sinh Nguyễn Minh Thuận đến từ trường Trung học Phổ thông Phước Thạnh, Tiền Giang. Dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào với quý vị đại biểu, quý thầy cô, anh MC, ba bạn cùng chơi và toàn thể các bạn cổ động viên có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Minh Thuận, học sinh lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông Phước Thạnh. Mục tiêu của em đến với cuộc thi ngày hôm nay là được tranh tài cùng với ba bạn. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều.
Vâng, thưa quý vị, thì qua 4 phần giới thiệu vừa rồi của 4 bạn thí sinh thì chúng ta cũng có thể thấy rằng 4 bạn thí sinh của chúng ta vô cùng tự tin, và Phương Tiến hy vọng rằng trong tất cả vòng thi ngày hôm nay các bạn sẽ đạt được điểm số thật là tốt cũng như là hoàn thành thật tốt những vòng thi của mình các bạn nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thi xuất phát. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên của bạn thí sinh Huy Hoàng. Phương Tiến chào Huy Hoàng nhé. Dạ chào anh. Huy Hoàng, lúc nãy thì bạn có chia sẻ là bạn rất là mong muốn mang chiến thắng về cho trường của mình, thì bạn đã chuẩn bị những gì cho game thi ngày hôm nay ạ? Dạ, những kiến thức trong lớp và cũng như ngoài xã hội. Những kiến thức trong lớp cũng như là ngoài xã hội. Bà Phương Tiến sẽ không hỏi thêm là bạn đã chuẩn bị những gì về những kiến thức trong lớp cũng như là ngoài xã hội đâu. Mà ngay bây giờ thì Phương Tiến xin mời bạn bắt đầu phần thi của mình với sự tự tin của bạn lúc nãy nhé. Mời bạn chào bộ đề đi ạ. Thí sinh Huy Hoàng chọn cho mình bộ đề số 6 và 60 giây dành cho Huy Hoàng xin phép được bắt đầu. What word means a person who designs buildings? Engineer. Architect, cái đúng ạ, sai. Cái đàn tam có mấy dây? 3. Đúng. Càng về với độ cao, nhiệt độ trung bình năm càng cao hay là càng thấp? Thấp. Đúng. Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái gì? Cái đẹp. Đúng. Tại World Cup Qatar 2022, từ vòng 16 đội, các trận đấu có bao nhiêu hiệp thi đấu phụ? 2. Đúng. Tháng 10 năm 1945, quân đội nước nào quay trở lại xâm lược Campuchia? Pháp. Đúng. Tắc kè hoa, ếch, cá sấu, chuột, rắn, loài nào thuộc nhóm động vật máu nóng? Cá sấu. Sai, tắc kè hoa. Chất khí dẫn điện có hạt tẩy điện tự do là? Electron. Electron, y ông dương và y ông âm ạ. Sai ạ. Kim loại nào có tính khử yếu nhất trong các kim loại sau? Nhôm, kali, sắt và magie? Sắt. Đúng. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 3 và có chữ số tận cùng bằng 6. Đúng ạ. 126 ạ. Như vậy thì bạn đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình rồi, và điểm số của Huy Hoàng đạt được sau phần thi đầu tiên đó chính là 60 điểm. Chúc mừng cho Huy Hoàng nhé. Vâng ạ, bạn thí sinh đầu tiên của chúng ta, bạn Huy Hoàng đã bắt đầu phần thi của mình, phần khởi động của mình đã rất là tốt và nhận được rất là nhiều những sự cổ vũ của những cổ động viên của mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của bạn thí sinh Bảo Minh. Phương Tiến chào Bảo Minh. Dạ, em chào anh. Bảo Minh thì mang đến một tinh thần của chương trình thì cũng không kém, đó chính là sự tự tin. Và Phương Tiến nhận thấy bạn cũng có sự cổ vũ rất là nhiệt tình của các bạn nữa. Không biết là các cổ động viên của bạn đang ngồi ở đâu ạ? Vâng ạ, và Phương Tiến, một tràng pháo tay thật lớn cho bạn đi ạ. Và Bảo Minh ơi, khi mà mình nhận được những sự cổ vũ như thế thì bạn có cảm thấy như thế nào nè? Dạ, em cảm thấy em tăng thêm sự tự tin với cuộc thi. Ồ, tăng thêm sự tự tin nữa. Và Phương Tiến rất là mong muốn bạn giữ cái sự bình tĩnh và tự tin này để có thể hoàn thành thật tốt những vòng thi của game thi ngày hôm nay nhé. Mời bạn chào bộ đề đi ạ. Thí sinh Bảo Minh chọn cho mình bộ đề số 1 và thời gian bắt đầu. Số tự nhiên nhỏ nhất cùng chia hết cho 12 và 15 là bao nhiêu? 60 ạ. What do we ask to have the reply I am learning? Are you learning? Sorry, what are you doing? Câu hát sau trích trong ca khúc nào? Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa. Ca khúc đi về nhà. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở lục địa hay là đại dương? Đúng. Trong truyện Hai đứa trẻ, mẹ Liên tạc chập tối ạ. Tại World Cup Qatar 2022, từ vòng 16 đội. 2 thôi ạ, sai. Nhà hậu Lê được thành lập sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? Lam Sơn. Thay đổi trong gen của một sinh vật tạo ra gen. Đúng. Trong mạch điện xoay chiều RC nối tiếp so với điện áp ở hai đồng. Sai, đáp án là sớm ạ. Mỗi phân tử estin, mestin, alamin có chứa. Sai 3 thôi ạ. Vâng ạ, và thời gian dành cho bạn thí sinh Bảo Minh của chúng ta cũng đã kết thúc. Và điểm số đạt được của bạn Bảo Minh đó chính là 20 điểm. Chúc mừng cho bạn nhé. Và ngay sau đây là phần dự thi của bạn thí sinh Hồng Ngọc.
Chào bạn. Bạn Hồng Ngọc của chúng ta là thí sinh nữ duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, một thí sinh nữ vô cùng duyên dáng nữa. Và không biết là bạn học giỏi nhất là những môn nào trong lớp nè? Dạ anh, là trong lớp em học giỏi nhất là môn lịch sử. Môn sử. Và bạn có định hướng là trong tương lai thì mình sẽ làm gì hoặc là học những ngành gì không ạ? Dạ thưa anh, là em sẽ học bên ngành hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Và Phương Tiến nghĩ rằng là với khả năng là nhớ bài nè, rồi về lịch sử nữa thì chắc chắn bài sẽ, và ngoại hình của bạn nữa thì chắc chắn là mình sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch thật là giỏi và thật là nổi tiếng nữa bạn ha. Và chúc cho ước mơ của bạn sẽ thành công. Còn ngay bây giờ thì sẽ được mời bạn Hồng Ngọc sẽ chọn bộ đề để bắt đầu phần thi của mình ngay sau đây ạ. Thí sinh Hồng Ngọc chọn cho mình bộ đề số 8. 60 giây bắt đầu. What tense is to express an action that was happening at a definite point of time in the past? Past continuous hoặc là past progressive. Bài hát Xuân Chiến Khu do nhạc sĩ Xuân Hồng hay là Hoàng Vật sáng tác? Đúng. Từ xích đạo về cực, nhiệt độ trung bình năm tăng hay là giảm? Giảm. Đúng. Người mẹ cầm súng là tác phẩm tiêu biểu của ai? Tô Hữu. Sai, Nguyễn Thi. Cho biết tên tiếng Anh của công nghệ xác định bóng đá đã qua vạch cầu môn hay là chưa? Gone slide. Từ năm 1973 đến 1991, nước nào là chủ nợ lớn nhất thế giới? Mỹ. Sai, Nhật Bản. Động vật vừa ăn thịt vừa ăn cỏ gọi là động vật gì? Động vật nhai lại. Sai, động vật ăn tạp ạ. Khi làm tăng nhiệt áp truyền tải lên 5 lần thì công suất hao phí giảm mấy lần? 25 lần. Đúng. Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 10? 4. Đúng. Mỗi phân tử phốt pho trắng có bao nhiêu nguyên tử? 3. 4 mới đúng ạ. Sai. Và thời gian dành cho Hồng Ngọc đã hết và bạn cũng đã trải qua những câu hỏi của mình rồi. Và điểm số đạt được của Hồng Ngọc đó chính là 40 điểm. Chúc mừng cho bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện với bạn thí sinh Minh Thuận. Chào Minh Thuận. Dạ, chào anh. Minh Thuận ơi, đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn đã chuẩn bị những gì cho mình? Và với một tâm thế như thế nào khi đến với cuộc thi ngày hôm nay? Dạ, em chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái nhất. Ngay sau đây xin được mời bạn Minh Thuận sẽ lựa chọn bộ đề dành cho mình đi ạ. Thí sinh Minh Thuận chọn cho mình bộ đề số 3. 60 giây, bắt đầu. What body part drinks water? Bỏ qua. Mouth. Câu hát gió lên rồi căng bùm cho khoái, gác chèo lên chấm chích trong điệu lý nào? Lý ra thôi. Lý kéo chài mới đúng mà. Sai. Nơi có dòng biển nóng chảy qua nhiệt độ cao hơn hay là thấp hơn nơi có dòng biển lạnh chảy qua? Cao hơn. Đúng. Phan Châu Trinh có tên tự là gì? Bỏ qua. Tự Cán. Tại World Cup Qatar 2022, từ vòng 16 đội, nếu hai đội hòa nhau sau các hiệp thi đấu phụ thì sẽ phân định penalty. Đúng. Sau năm 1945, Mỹ biến khu vực nào thành sân sau của mình? Miền Nam. Sai, Mỹ Latin. Nhà bác học nổi tiếng nào gắn liền với thuyết tiến hóa chọn lọc tự nhiên? Mendel. Sai, Charles Darwin. Trong các môi trường rắn lỏng khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào? Rắn. Đúng. Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 2 từ điểm M cách O một khoảng bằng 3, có thể vẽ được bao nhiêu tiếp tuyến đến đường tròn? Sai, 2 ạ. Những dung dịch nào sau đây mà bạn nhìn màn hình có thể làm? Thời gian đã hết và bạn Minh Thuận của chúng ta đã ghi được 30 điểm. Chúc mừng cho bạn Minh Thuận nhé. Và bốn bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Chúng ta cùng nhìn lại điểm số của các bạn đạt được sau phòng thi xuất phát nhé. Sau phòng thi xuất phát thì điểm số các bạn như sau: Huy Hoàng 60 điểm, 20 điểm là điểm của bạn Bảo Minh, Hồng Ngọc 40 điểm và Minh Thuận 30 điểm. Một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho các bạn đi ạ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng với bốn bạn thí sinh bước vào vòng thi thứ hai, vòng thi ra khơi. Và ở vòng thi ra khơi này thì các bạn của chúng ta sẽ có bốn câu hỏi tương ứng với bốn đoạn video clip. Và Phương Tiến hy vọng rằng các bạn của chúng ta sẽ ghi được điểm số thật là cao với vòng thi này nhé. Ngay sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn. Nội dung câu hỏi như sau. Hình nào tương tự với hình sau đây? Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi video clip.
Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Với câu hỏi này thì đáp án của các bạn như sau: Huy Hoàng có đáp án là B, Bảo Minh và bạn Minh Thuận có cùng đáp án là E và Hồng Ngọc có đáp án là C. Các bạn thân mến, chúng ta có quy luật như sau: hình đúng bao gồm một tam giác chứa trong hình tròn, một hình tròn thì chứa trong tam giác và một chấm đen trong hình vuông, chỉ khác so với cỡ so với ảnh góc. Như vậy đáp án đúng đó chính là đáp án D. Vâng ạ, rất tiếc cho bốn bạn thí sinh chúng ta chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Và ngay sau đây là câu hỏi thứ hai dành cho các bạn. Quan sát sơ đồ lai và cho biết tính trạng màu và hình dạng hạt nào là tính trạng trội. Và các bạn chúng ta cùng theo dõi video clip. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Huy Hoàng chưa có câu trả lời. Bảo Minh có đáp án là cam trơn, Hồng Ngọc có đáp án là xanh trội và bạn Minh Thuận có đáp án là cam vỏ trơn. Và các bạn thân mến, đây chính là phép lai hai cặp tính trạng ở hạt đậu Hà Lan. Đó là tính trạng màu hạt và hình dạng hạt. Đời bố mẹ thuần chủng cho lai hạt màu vàng trơn với hạt màu xanh nhăn, nhưng kết quả của hai cặp bố mẹ đều thu được 100%, đó chính là hạt vàng và trơn. Tính trạng vàng và trơn là tính trạng trội hơn với tính trạng xanh và nhăn. Đáp án chính xác của chúng ta phải là vàng và trơn mới đúng ạ. Vâng ạ, rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba dành cho các bạn. Mỗi anion hữu cơ tạo thành có chứa bao nhiêu nguyên tử? Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi video clip sau đây. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn thí sinh. Huy Hoàng và Hồng Ngọc có đáp án là 4, Bảo Minh 3 và Minh Thuận đáp án là 1. Vâng, các bạn thân mến, với thí nghiệm mà chúng ta vừa xem thì liên kết OH trong phân tử C2, H5OH phân cực nên nguyên tử H trong nhóm OH dễ bị thay thế bởi nguyên tử natri tạo thành ion C2H5O trừ và đồng thời giải phóng khí H2. Vậy mỗi anion hữu cơ C2H5O trừ có tổng cộng là chứa 8 nguyên tử. Vâng ạ, rất tiếc cho bốn bạn thí sinh chúng ta chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng của vòng thi ra khơi này. Một câu hỏi tiếng Anh, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi video clip.
Photo description: listen, watch and choose A, B, C, D or E. A. The pictures are about Empress Catherine I, the king of ancient Russia. B. The pictures are about Empress Cixi, mother of the emperor of ancient China. C. The pictures are about Queen Cleopatra, the pharaoh of ancient Egypt. D. The pictures are about Queen Elizabeth II, the king of the UKE. The pictures are about Chiang Lukshinawatra, the ex-prime minister of Thailand. Thời gian dành cho câu hỏi đã hết và sau đây chúng ta cùng đến với đáp án của các bạn. Huy Hoàng và Hồng Ngọc có đáp án là C, Bảo Minh có đáp án là A, Minh Thuật có đáp án là E. Và đáp án chính xác đó chính là đáp án C. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Huy Hoàng và Hồng Ngọc. Như vậy thì chúng ta đã khép lại vòng thi thứ hai, vòng thi ra khơi và chúng ta cùng nhìn lại điểm số của các bạn nhé. Sau vòng thi ra khơi, Huy Hoàng 100 điểm, Bảo Minh 20 điểm, Hồng Ngọc 70 và Minh Thuận 30 điểm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng. Và các bạn thân mến, nhiệm vụ của các bạn ở vòng thi này đó chính là các bạn phải tìm được ẩn số cuối cùng của vòng thi, từ khóa gồm có 6 chữ cái tiếng Việt. Và ngay bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Huy Hoàng sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang ạ. Dạ, em chọn hàng ngang số 3. Câu hỏi từ hàng ngang số 3. Chúng ta sẽ có 4 ô trống tương ứng với câu hỏi này nhé. Nội dung câu hỏi như sau. Kim loại dẻo nhất có tên gọi là gì? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Ba bạn thí sinh Huy Hoàng, Bảo Minh, Hồng Ngọc có đáp án là vàng và Minh Thuận có đáp án là chrome. Các bạn thân mến, kim loại dẻo nhất có tên gọi đó chính là vàng. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Huy Hoàng, Bảo Minh và Hồng Ngọc đã ghi được điểm. Trả lời đúng câu hỏi đầu tiên này thì các bạn đã lật mở được những ký tự đầu tiên, chữ K và chữ D. Và ngay bây giờ thì Phương Tiến mời bạn thí sinh Bảo Minh sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang ạ. Dạ, em chọn mô đề số 2. Câu hỏi từ hàng ngang số 2. Chúng ta sẽ có 2 ô trống tương ứng với câu hỏi này. Và nội dung câu hỏi như sau. Điền vào phần còn thiếu trong câu sau. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối chấm chấm chấm. Cây nêu, tràng pháo, bánh chân xanh. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Với câu hỏi này thì 4 bạn thí sinh đều có chung một đáp án, đó chính là đỏ. Vâng ạ, và chắc chắn đó chính là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh. Và chúng ta lật mở thêm được những ký tự tiếp theo. Đó chính là chữ N. Tiếp theo thì xin được mời bạn thí sinh Hồng Ngọc sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang ạ. Dạ, là số 1. Câu hỏi từ hàng ngang số 1.
Và chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi nhé. Điền từ còn thiếu trong đoạn lời bài hát Biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Minh. Nào cầm tay sát vai nhau súng ... trên đường tranh đấu tới hòa bình, nhà máy búa rền lúa vàng ngập đồng. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Với câu hỏi này thì hai bạn thí sinh Huy Hoàng, Bảo Minh chưa có câu trả lời. Hồng Ngọc có đáp án là bên súng. Minh Thuận đáp án là đỏ đường. Và đáp án mà các bạn cần phải điền vào đó chính là đáp án búa liềm. Rất tiếc các bạn chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Đã trải qua 3 câu hỏi và chưa có bạn thí sinh nào của chúng ta nhấn chuông để có thể tìm từ khóa, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của vòng thi vượt sóng, đó chính là câu hỏi từ hàng ngang số 4. Nội dung câu hỏi như sau. Hình vuông là hình có diện tích nhỏ nhất trong tất cả các ... có cùng chu vi. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và xin được mời đáp án của các bạn ạ. Hai bạn thí sinh Huy Hoàng, Bảo Minh có đáp án là hình chữ nhật. Hồng Ngọc có đáp án là tứ diện và Minh Thuận thì chưa hoàn thành xong câu trả lời của mình. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là hình chữ nhật. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Huy Hoàng và Bảo Minh ạ. Trả lời đúng câu hỏi này thì các bạn lật mở được những ký tự nữa. Đó chính là chữ G. Và đây chính là tất cả những gợi ý của các bạn ở vòng thi này. Ngay sau đây sẽ được có bạn thí sinh nào chúng ta tìm từ khóa, nhấn chuông để có thể trả lời đáp án cuối cùng ở số cuối cùng của vòng thi này không ạ? Chúng ta cùng nhận thấy là hai tiếng chuông cùng vang lên cùng một lúc. Đó chính là tiếng chuông của Huy Hoàng và Bảo Minh. Và tiếng chuông vang lên đầu tiên đã thuộc về bạn thí sinh Bảo Minh. Dạ em xin đón ô chữ này là từ đăng ký. Từ gì ạ? Đăng ký. Đăng ký. Đăng ký là đáp án chưa chính xác. Chúng ta cùng đến với bạn thí sinh Huy Hoàng. Dạ em cũng nghĩ giống bạn. Em cũng nghĩ giống bạn. Thế thì xin được chia tay với bạn thí sinh Huy Hoàng luôn. Và hai bạn thí sinh Minh Thuận và Hồng Ngọc, các bạn nào chúng ta trả lời không ạ? Và Phương Tiến được gợi ý cho các bạn nhé. Bạn Hồng Ngọc đã nhấn chuông để có thể tìm từ khóa của vòng thi này. Mời bạn Hồng Ngọc ạ. Thưa anh là Đông Kỳ. Cái gì ạ? Đông Kỳ. Đông Kỳ. Đông Kỳ chưa chính xác ạ. Còn duy nhất bạn thí sinh cuối cùng, bạn Minh Thuận. Bạn có câu trả lời không ạ? Bạn Minh Thuận không có câu trả lời. Và Phương Tiến nhờ các bạn cổ động viên nhé. Các cổ động viên của Phương Tiến gợi ý là đây chính là tên gọi biểu tượng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn thí sinh nam đầu tiên ở đây, Phương Tiến nhận thấy là bạn giơ tay rất là nhanh ạ. Dạ xin chào quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh có mặt này. Dạ đáp án của em là Đảng Kỳ. Đáp án của bạn là Đảng Kỳ. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho bạn đi ạ. Vâng ạ, ẩn số của vòng thi này chính xác đó chính là Đảng Kỳ. Và không biết là bạn tên gì cũng như là đến với cuộc thi ngày hôm nay bạn cổ vũ trai à? Dạ em tên là Nguyễn Dương Di An, đến từ trường trung học Phổ thông Tân Hiệp. Đến đây vỗ vũ cho bạn Hồng Ngọc ạ. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn đã giúp cho chúng tôi giải đáp án của vòng thi thứ ba này. Vâng ạ, Đảng Kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có hình ảnh quen thuộc là biểu tượng của búa liềm vàng đặt chéo nhau. Đây chính là hai biểu tượng tượng trưng cho giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Đây cũng chính là hai công cụ tượng trưng tương ứng cho công nhân, công nghiệp, đô thị và nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Chính sự đặt chồng lên nhau tượng trưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động trên các mặt trận, đó chính là tư tưởng, ý chí và hành động. Và ngày một lần nữa, từ khóa của chúng ta đó chính là đảng kỳ. Và một lần nữa cảm ơn bạn Giang đã trả lời đúng và một phần quà gửi tặng đến bạn nhé. Sau 3 vòng thi, điểm số của các bạn như sau: Huy Hoàng 160 điểm, Bảo Minh 80 điểm, Hồng Ngọc 110 điểm và Minh Thuận 50 điểm. Và ngay bây giờ thì 4 bạn thí sinh của chúng ta sẽ tranh tài để xem rằng ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay với vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang. Và ở vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang này, các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có ngôi sao hy vọng để có thể nhân đôi số điểm ở những câu hỏi mà các bạn cho đó là sở trường của mình, những câu hỏi mà các bạn nghĩ rằng đó là những môn thuộc về lợi thế của mình. Và các bạn hãy có những chiến lược thật là thích hợp để chúng ta có thể ghi được điểm số thật là cao và trở thành người chiến thắng các bạn nhé. Xin được mời bạn thí sinh Huy Hoàng sẽ chọn có câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ, em chọn 20 điểm kho B. 20 điểm và kho B. Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Và chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi. Bức họa bữa ăn tối cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci được vẽ trên đâu? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Hai bạn thí sinh Huy Hoàng và Hồng Ngọc có đáp án là trên tường, Bảo Minh có đáp án là trên gỗ và bạn Minh Thuận đáp án là trên bàn. Bữa ăn tối cuối cùng của tranh họa Leonardo da Vinci được vẽ trên tường. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh đã ghi được điểm Huy Hoàng và Hồng Ngọc ạ. Vâng ạ, bữa ăn tối cuối cùng hay là bữa tiệc cuối cùng là bức bích họa nổi tiếng của tranh họa Leonardo da Vinci và tác phẩm được sáng tác vào khoảng là từ năm 1495 đến 1498. Và bức bích họa đã miêu tả trai phòng của tu viện Santa Maria, thành phố Milan. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của bạn thí sinh Bảo Minh. Em chọn gói 20 điểm kho A. 20 điểm và kho A. Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực sinh và công nghệ. Nội dung câu hỏi như sau. Trong phân tử ADN, loại nuga và X của hai mạch liên kết với nhau bằng bao nhiêu liên kết hydro? Thời gian bắt đầu. Thời gian dành cho câu hỏi đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Với câu hỏi này thì 4 bạn thí sinh của chúng ta cùng đưa ra câu trả lời, đó chính là 3. Và xin được chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh đã ghi được điểm ở câu hỏi này ạ. Chính xác đó chính là 3. Một tràng pháo tay để khích lệ cho các bạn đi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xin được mời bạn thí sinh Hồng Ngọc lựa chọn gói câu hỏi ạ. Kho A là kho C, 20 điểm. 20 điểm và kho C. Một câu hỏi lịch sử. Và nội dung câu hỏi như sau. Và bạn thí sinh Hồng Ngọc đã quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng. Và bạn cũng có chia sẻ đầu chương trình là bạn rất là yêu thích môn lịch sử. Chúc cho bạn sẽ ghi được điểm ở câu hỏi này nhé. Nội dung câu hỏi lịch sử như sau. Chu Văn An là danh nhân lỗi lạc của triều đại nào của nước ta? Thời gian bắt đầu.
Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Huy Hoàng, Minh Thuận đáp án là nhà Nguyễn. Bạn Bảo Minh đáp án là nhà Trần, Hồng Ngọc chưa có câu trả lời. Và Chu Văn An là danh nhân lỗi lạc của triều đại nước ta, đó chính là triều đại nhà Trần. Chúc mừng cho bạn thí sinh Bảo Minh đã ghi được điểm ạ. Chúng ta cùng đến với lựa chọn của bạn thí sinh Minh Thuận. Xin được mời Minh Thuận ạ. Dạ, em chọn gói 30 điểm kho A. 30 điểm và kho A. Đây là một câu hỏi vật lý. Và bạn thí sinh Minh Thuận quyết định lựa chọn ngôi sao Hy vọng cho câu hỏi vật lý này. Chúc cho bạn sẽ ghi được điểm nhé. Nội dung câu hỏi như sau. Một ống có một đầu bịch kính tạo ra âm cơ bản của nốt đô có tần số là 130,5 Hz. Nếu người ta để hở cả đầu đó thì khi đó âm cơ bản tạo ra có tần số bao nhiêu Hz? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Huy Hoàng chưa có câu trả lời, Bảo Minh có đáp án là 65,25. Hồng Ngọc có đáp án là 130,5 và Minh Thuận đáp án là 100. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là 261 Hz. Rất tiếc cho bốn bạn thí sinh ạ. Vâng, các bạn thân mến, và như vậy thì bốn bạn thí sinh đã vừa hoàn thành xong một lượt lựa chọn câu hỏi của mình rồi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn câu hỏi thứ hai của các bạn. Và hy vọng rằng đây sẽ là sự lựa chọn thật là đúng đắn của các bạn nhé. Chúng ta cùng đến với lượt lựa chọn của bạn thí sinh Huy Hoàng. Dạ, 20 điểm kho B. 20 điểm và kho B. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi. What animal is a symbol of Russia? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Bạn Huy Hoàng có đáp án là Bird, Bảo Minh Horse, Hồng Ngọc Panda, Minh Thuận đáp án là Lion. Và con vật biểu tượng cho nước Nga đó chính là con gấu, tiếng Anh là Bear. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn của bạn thí sinh Bảo Minh. Thì em chọn gói 20 điểm kho C. 20 điểm và kho C. Đây là một câu hỏi địa lý. Nội dung câu hỏi như sau. Đỉnh núi cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam nước ta là... Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Huy Hoàng, Minh Thuận có đáp án là Phan Xipang, Bảo Minh có đáp án là Di Linh, Hồng Ngọc đáp án là Bạch Mã. Và các bạn thân mến, với độ cao là 2.598 m, thì đỉnh núi cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam của nước ta đã thuộc về núi Ngọc Linh. Vâng ạ, rất tiếc cho bốn bạn thí sinh nhé. Chúng ta cùng đến với lượt lựa chọn của bạn thí sinh Hồng Ngọc. Xin được mời bạn ạ. Thưa anh là kho B, 20 điểm. 20 điểm và kho B. Một câu hỏi thể dục. Và chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi thể dục nhé.
Hãy cho biết, cho đến nay đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nào giành được nhiều chức vô địch World Cup nhất và gồm mấy lần? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Bạn Huy Hoàng đáp án là Mỹ và 5 lần, Bảo Minh, Brazil và 5 lần, Hồng Ngọc, Hàn Quốc 2 lần và Minh Thuận đáp án là Việt Nam 3 lần. Và cho đến thời điểm hiện nay thì đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã giành được nhiều chức vô địch World Cup nhất. Đó chính là đội tuyển nữ quốc gia Mỹ, Hoa Kỳ và 4 lần. Rất tiếc cho bạn thí sinh Huy Hoàng. 4 lần thôi ạ, chưa tới 5 lần. Và chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng thuộc về sự lựa chọn của bạn thí sinh Minh Thuận. Dạ em chọn gói 20 điểm kho A. 20 điểm và kho A. Đây là một câu hỏi toán học. Nội dung câu hỏi như sau. Từ một khối đất sét hình trụ có chiều cao bằng 36 và đường tròn đáy có đường kính bằng 24. Bạn An muốn chế tạo một khối đất có chế tạo khối đất đó thành nhiều khối cầu và chúng có cùng bán kính là 6. Hỏi bạn An có thể làm ra được tối đa bao nhiêu khối cầu như thế? Thời gian bắt đầu. Huy Hoàng đáp án là 4, Bảo Minh 288, Hồng Ngọc là 4 và Minh Thuận đáp án là 5. Vâng, các bạn thân mến, thể tích khối sét hình trụ bằng pi nhân 36 nhân 12 bình phương. Thể tích mỗi khối cầu bán kính 6 bằng là 4 phần 3 nhân pi nhân 6 lập phương. Số khối cầu bạn An tạo ra chính bằng thể tích khối sét hình trụ chia cho thể tích của mỗi khối cầu có bán kính bằng 6, ta được 18. Rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh chúng ta chưa ghi được điểm nhé. Như vậy thì các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành tất cả những câu hỏi của mình rồi. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho bạn thí sinh đã giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là bạn thí sinh Huy Hoàng đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo với 190 điểm. Về nhì trong chương trình ngày hôm nay đó chính là bạn thí sinh Hồng Ngọc đến từ trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp với 120 điểm. Và đồng hạng 3 trong chương trình ngày hôm nay đó chính là bạn thí sinh Bảo Minh đến từ trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát với 110 điểm và Minh Thuận đến từ trường Trung học Phổ thông Phước Thạnh với 30 điểm. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay và đặc biệt là chúc mừng cho bạn thí sinh Huy Hoàng đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo nhé. Và ngay sau đây xin được mời 4 bạn thí sinh chúng ta sẽ cùng bước lên phía trên để cùng nhận phần thưởng dành cho mình ạ. Và chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang và trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn sẽ trao thưởng cho 4 bạn thí sinh. Trân trọng kính mời. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho các bạn thí sinh và đặc biệt là chúc mừng cho bạn thí sinh Huy Hoàng đã trở thành người chiến thắng trong game thi ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chúng tôi trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoài Linh và trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Phương Toàn. Quý vị các bạn thân mến, chương trình Đường Đến Vinh Quang đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.